Năm giới đó thì trừ năm cái nghề không được làm. Biết không, ở đây ai có biết năm cái nghề nào Đức Phật cấm người cư sĩ không nên làm không? Kính bạch sư, con xin nói lại cái năm điều cấm. Năm điều cấm mà người Phật tử không được làm. Mà người Phật tử không được làm. Điều thứ nhất là không được nuôi loài vật và mua bán loài vật. Mày. Điều thứ hai là không mua bán người, là mua bán dâm dục. Mua bán người và làm sự mai dâm. Làm chuyện mai dâm. Điều thứ ba là không mua bán thuốc độc. Mày. Điều thứ tư là không không bán vũ khí. Mày. Và điều thứ năm là không được bán rượu. Rồi, tôi đã coi có nhiêu thôi, giờ nhiêu thôi. Bây giờ tôi bắt đầu giảng tiến trình của năm quẩn trở lại, rồi trả nữa. Tôi gì nghĩ chút. Thì cái tiến trình năm quẩn là tiến trình quan trọng nhất mà chúng ta phải thuộc lòng. Thì một là sát quẩn, là sáu căn mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với sáu trần, thì chỉ nhận sự vật thôi, chưa có cái biết. Cái thứ hai là thọ quẩn, là cảm giác của dây thần kinh, dễ chịu khó chịu, không dễ không khó. Đây là thọ quẩn. Rồi mới đưa lên trên ốc tư tưởng, bắt đầu mới phê phán, mới giải thích tại sao mình cảm thấy dễ chịu, tại sao khó chịu, tại sao dửng dưng. Thì đây là tưởng quẩn. Mà tưởng quẩn muốn phê phán thì phải có cái chỗ, cái nhớ lại. Tưởng là nhớ như quên, mà nhớ lại thì nhờ cái nghiệp là ai lại gia, là thức thứ bảy, là mạt na, mới moi trong thần thức, tức là ai lại gia thức linh hồn của mình. Đó là cái kho chứa tất cả sự học hỏi, kinh nghiệm, kiến thức ức, mới cung cấp tư tưởng mới phê phán. Thì ở trong đưa ra, đó là hiện hành. Rồi tư tưởng mới phê phán là tại sao mình dễ chịu, khó chịu. Rồi nó mới hợp tác với cái mạt na là ý chí, mới quyết định hành động bằng miệng, bằng thân, thì mới tạo ra cái nghiệp mới. Thì ý chí mạt na mới tống vào kho ai lại gia để chứa đựng trong đó. Như vậy là cái tiến trình năm quẩn. Tôi nói lại, sắc là sắc thân của chúng ta chưa có cái biết. Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, là cái biết mà chưa có phân biệt. Tưởng quẩn là cái biết có sự phân biệt. Hành quẩn là cái ý chí, là sự đắn đo lựa chọn, để rồi tống dạ là gia, hoặc là cung cấp cho tư tưởng để tạo nghiệp bằng thân và bằng nguyện. Còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức trong cuộc sống mà chúng ta đã làm. Thì chúng ta thấy cái tiến trình đó, thì khi con mắt nhận lấy sự vật, khi có lỗ tai nghe tiếng, khi lỗ mũi nhận lấy cái mùi, khi cái lưỡi nhận lấy cái vị, khi sắc thân xúc chạm đồ vật, chưa có cái biết. Con mắt nhận lấy cái hình này thì không phải nó biết cái bông đâu, mà nó biết rằng có vật hoặc không vật. Cái lỗ tai nó nghe, nó biết có tiếng, mà tiếng gì không biết. Con mắt nhận lấy có vật, mà vật gì không biết. Cái lỗ mũi ngửi có mùi, mùi thơm, mùi túi không biết. Thì cái đó là cái tiến trình đầu tiên. Tiến trình đầu tiên. Rồi cái bông này mới nằm trên cái trồng đen. Thì cái vật, cái vật chúng ta kêu là sắc quẩn. Cái âm thanh gọi là thọ quẩn. Cái âm thanh là sắc quẩn, rồi thinh, sắc trần, thinh trần. Rồi cái lỗ mũi ngửi mùi, đó là hương trần. Thì mấy cái này thường thường á kêu là trần, mà khoa học kêu là vật lý, tức là chưa có cái biết, chưa có cái sự sống. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái sắc trần đó, là cái máy điện thoại, cái bông, cái bàn, cái ghế, giày, dép. Cái đó kêu là sắc trần. Nó có sự sống không? Không. Nó có ăn uống, ngủ nghỉ, bồi dưỡng không? Không. Nó có cái biết không?
không? Một trong con người mình cũng có ghen, tức rấy, tức mũi, đồm, nhớt, phẫn, nước tiểu đều là vật lý. Rồi sinh lý là xác thân mình nó có sự sống, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Con mắt có sự sống không? Có. Nếu mình không ăn, mình chết thì con mắt nó sống được không? Không. Cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái miệng cũng vậy. Thành ra phải nhờ có sự ăn uống, ngủ nghỉ, bồi dưỡng nó mới sống được. Nhưng mà con mắt nó có cái biết không? Không. Phải nhờ cái cảm giác. Nhớ cảm giác không phải là con mắt. Cảm giác mượn cái căn mắt để phát hiện ra cái dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Giống như cái làn sóng nó mượn cái ống loa để phát ra tiếng nói. Vì tiếng nói của làn sóng này của ống loa, của cái nào? À, của làn sóng thì cũng vậy. Cái cảm giác là cái tâm, cái biết, nó mượn con mắt để phát hiện ra cái dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Con mắt chỉ nhận lấy sự vật thôi. Họ biết có vật, mà vật gì họ không biết. Rồi cảm giác mới nhận lấy cái bông này. Thì nó chỉ biết là sự vật thôi, chứ nó không biết là cái bông. Thành ra tôi mới nói là biết cái sự vật đó là do A Lại Da, chứ không phải là do con mắt. Thì con mắt nó nhận lấy sự vật thì cái cảm giác ngạ quỷ đó, nó cảm giác dễ chịu, nhưng mà tại sao dễ chịu nó không biết, nó không có sự phân biệt, nó chỉ có cảm giác thôi. Một cái cảm giác mà chưa có phân biệt đó là ngạ quỷ. Cũng như chúng ta đói bụng, chúng ta thấy người ta bưng ngang thì không biết cái đó là cái gì, nhưng mà đang đói thì cái đói là cái cảm giác khó chịu, thấy cái đó có thể thỏa mãn cái đói, nhào tới giật liền, không có suy nghĩ, nhất là không có tư tưởng. Thấy người ta đeo vàng thì có cảm giác dễ chịu, cái này nó thâm căn cố đế rồi, kêu là cái bản năng sinh tồn, nhào tới giật vàng của người ta thì cái đó kêu là ngạ quỷ. Quý vị có sống ngạ quỷ hồi nào chưa? Có thấy đồ ăn ngon đói bụng rồi nhào ăn rồi mà không tính toán, không xin, không gì hết trơn? Có thấy vàng bạc quý rồi nhào tới chụp liền mà không xin, không hỏi gì hết, kêu là ăn cướp á? Đó thì cái đó là ngạ quỷ. Hồi thời bao cấp là có đó, do cách mạng bên này chuyển qua bên kia là đủ thứ ở đó, ngạ quỷ sanh ra rất nhiều. Lúc đó là lộn xộn mạnh, ai hỡi ai mà có cảm giác mà thích thú làm, tới mày làm cái gì mày thích là mày làm, mày không suy nghĩ gì hết, ngạ quỷ. Trong cuộc sống này có nhiều người làm là làm chứ không có nghĩ, không có tính toán phải quấy gì hết trơn á. Mày thấy vàng ham, nói kiến tài ám nhãn, thì thấy vàng là ham, nhắm mắt mà làm. Thì chúng ta thấy rất nhiều, mà học cái này chúng ta phải tiến lên cao, nghe không? Rồi sau đó cái đầu óc nó mới tiếp xúc đầu óc, thì con mắt nằm trên đó, thì cái sự vật mình thấy đó, cái óc bắt đầu mới sửa lại, thì cái đó kêu là pháp trần chứ không phải là sắc trần. À, sửa lại đây là cái bông, đây là vàng, nghe không? Nhưng mà cái tư tưởng này đó nó chưa có sự phân biệt, nó chưa có ý chí, chưa có sự đắn đo, thì đó là loài xuất sanh.